Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Ham Vào Vạch của mình. Trong cái video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách có thể thêm được email vào cái tài khoản Facebook của các bạn nhé. Thì khi các bạn thêm cái email đang dùng vào cái tài khoản Facebook của mình thì các bạn có thể đăng nhập cũng như là các bạn có thể đặt lại được cái mật khẩu Facebook một cách dễ dàng bằng chính cái email mà chúng ta thêm vào đó nhé. Video này thì mình cũng sẽ thêm cái Gmail mà mình đang sử dụng này vào cái tài khoản Facebook này của mình. Sau đó là mình sẽ thử đăng nhập bằng cái Gmail đó và thử đặt lại cái mật khẩu tài khoản Facebook của mình bằng chính cái Gmail đó khi mà mình bị quên mật khẩu đi. Ok, thì bây giờ mình sẽ đi vào thực hiện cái video này nhá. Các bạn sẽ chọn cho mình vào cái ba gạch ở phía trên đây. Tiếp theo đó là các bạn sẽ vào cái phần cài đặt và quyền riêng tư này. Sau đó chọn vào là cài đặt này. Rồi các bạn sẽ chọn cho mình vào cái mục là thông tin cá nhân này nhé. Tiếp theo đó là các bạn sẽ chọn cho mình vào cái mục là địa chỉ email này. Rồi chúng ta sẽ chọn vào cái mục là thêm địa chỉ email nhé. Đó, thì ở đây mình sẽ điền vào cái địa chỉ email. Và bây giờ mình sẽ lấy cái địa chỉ email của mình nhé. Mình đang sử dụng Gmail, chính vì vậy mình sẽ vào cái Gmail của mình nhé. Và đây là thông tin của cái Gmail của mình, nguyễnhoanghd38a@gmail.com. Giờ mình sẽ điền vào Facebook nhé, nguyễnhoanghd38a@gmail.com. Rồi mình sẽ điền vào đây. Các bạn điền chữ hoa, chữ thường đều được nhé, không sao cả. hd38a@gmail.com. Đó. Rồi các bạn sẽ chọn cho mình vào là thêm email nhé. Đến đây thì các bạn sẽ điền cho mình cái mật khẩu Facebook của các bạn vào đây. Ok, mình đã điền xong cái mật khẩu Facebook rồi. Và mình sẽ chọn là mục là tiếp tục nhé. Còn nếu mà các bạn quên cái mật khẩu Facebook của mình thì các bạn có thể chọn vào cái mục là quên mật khẩu ở ngay phía dưới này. Đó. Ở đây thì mình không quên cái mật khẩu Facebook của mình, chính vì vậy mà mình đã điền vào. Và bây giờ thì mình sẽ chọn là tiếp tục nhé. Đó, thì nó sẽ báo cho mình là một cái email xác nhận đã được gửi đến email liên hệ mới của bạn. Đó, và email đang chờ xử lý này. Bây giờ thì mình sẽ xem cái tin nhắn gửi về cái Gmail của mình nhé. Đây. Mình sẽ mở Gmail của mình lên này. Đó, và cái nội dung của cái tin nhắn là đã thêm địa chỉ email mới trên Facebook này. Giờ, và bây giờ mình sẽ xác nhận email nhé. Và nó báo là mình có thể được yêu cầu nhập cái mã này vào. Đây là có thể thôi nhá. 68758. Và mình sẽ chọn là xác nhận này. Và nó báo ở đây là trước tiên mình phải đăng nhập vào nhá. Mình phải đăng nhập vào cái tài khoản của mình. Thì ở đây thì mình vẫn phải đăng nhập bằng cái số điện thoại của mình nhá. Và đến đây thì mình sẽ điền vào cái mật khẩu tài khoản Facebook của mình nhá. Và mình sẽ chọn là đăng nhập này. Mình sẽ chọn là cho phép đi. Và nó báo là đăng nhập thành công rồi. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại Facebook của mình nhé, coi sao. Đó. Đó, bây giờ thì cái Facebook của mình nó không còn cái chỗ là xác nhận địa chỉ email nữa. Cái email này của mình đã được xác nhận rồi. Và có một cái tin nhắn Facebook về đây. Đó, có một cái tin nhắn là chúng tôi đã cập nhật địa chỉ liên hệ chính của bạn thành cái địa chỉ email này. Đó. Như vậy là mình đã xác nhận được cái email của mình rồi. Mình sẽ quay trở ra nhé. Đó, giờ bây giờ mình sẽ vào trở lại này, coi. Đó, như vậy là cái email hiện tại của mình đây rồi. Và nó là cái email chính. Bây giờ thì mình sẽ thử đăng nhập bằng cái Gmail mà vừa mình thêm vào nhé. Nhiều bạn sẽ hỏi mình là email với Gmail khác nhau như nào. Thì Gmail chính là cái thư điện tử của Google nhé. Email là thư điện tử nói chung. Bây giờ thì mình sẽ đăng xuất ra này. Và mình sẽ thử đăng nhập bằng cái Gmail mà vừa mình thêm vào nhé. Đó, mình sẽ đăng xuất luôn này. Và mình sẽ đăng nhập bằng cái Gmail mà vừa mình dùng này. Đó, nguyễnhoanghd38a@gmail.com này. Và mình sẽ điền vào cái mật khẩu của mình nhé. Mật khẩu thì các bạn vẫn điền cái mật khẩu cũ mà các bạn trước đây các bạn đăng nhập bằng cái số điện thoại đấy. Các bạn vẫn dùng chung với cái mật khẩu đó nhé. Ok, mình đã điền xong cái mật khẩu Facebook rồi và mình sẽ chọn là đăng nhập này.
Đó, các bạn để ý chưa? Vẫn là cái tài khoản Facebook này của mình. Và bây giờ mình sẽ thử đặt lại cái mật khẩu của cái tài khoản Facebook này nhé. Khi mà ví dụ mà mình quên cái mật khẩu của nó, là mình sẽ vẫn tiếp tục chọn là đăng xuất ra này. Mình tiếp tục gỡ cái tài khoản này khỏi thiết bị nhé. Và mình sẽ chọn cái mục là quên mật khẩu này. Mình sẽ tìm tài khoản với cái email này nhé, với cái Gmail này của mình này. Chúng tôi có thể cố gắng tìm tài khoản của bạn bằng cái tài khoản email trên điện thoại. Mình sẽ chọn tiếp này. Đó. Thì ở đây mình sẽ có hai cái tùy chọn để mình có thể đặt lại mật khẩu của mình nhé. Một là sẽ có cái tin nhắn gửi về cái số điện thoại tài khoản Facebook của các bạn. Hai là mình có thể xác nhận được qua cái email, cái Gmail mà vừa mình thêm vào. Mình sẽ chọn vào cái tùy chọn này nhé. Và mình sẽ chọn là tiếp tục này. Rồi đến đây thì mình sẽ chọn cái tùy chọn là đăng xuất tôi khỏi thiết bị khác nhé. Và chọn tiếp tục này. Đó, thì đến đây thì mình đã có thể là điền được vào cái mật khẩu mới rồi. Ví dụ cái mật khẩu mới thì các bạn nên bảo mật một chút nhé. Nên vừa chữ hoa, vừa chữ thường, vừa chữ số và vừa các ký tự đặc biệt nhé. Ví dụ mình đặt một cái mật khẩu như thế này. Và không bao gồm họ tên hay là ngày tháng năm sinh của các bạn nhé. Nếu mà bao gồm ngày tháng năm sinh và họ tên của các bạn thì nó lại không bảo mật nữa. Ví dụ mình điền cái mật khẩu là như thế này chẳng hạn. Đó. Và mình sẽ chọn là tiếp tục nhé. Ok, thì nó báo là mình có nhớ mật khẩu, có cần nhớ cái mật khẩu này không. Thì mình cứ chọn ok đi. Đó, như vậy là mình cũng đã có thể là đặt lại được cái mật khẩu Facebook bằng cái Gmail mà chính vừa nãy mình đã thêm vào. Ok, thì với cái video này mình đã hướng dẫn các bạn thêm cái email. Trong trường hợp của mình là mình thêm cái Gmail vào cái tài khoản Facebook của mình nhé. Thì nếu các bạn thấy video này của mình hay và hữu ích thì hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi những cái chia sẻ tiếp theo của mình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo.